Vướng drama, uýnh trọng tài, Văn Quyết bị gạch tên khỏi các đề cử V-League. Có tài mà không có đức thì vứt, bị treo giò 8 trận thì không đủ tư cách nhận giải. Hôm 31 tháng 8, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ tôn vinh các danh hiệu V-League Award 2023 tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức sau khi kết thúc mùa giải để tôn vinh các danh hiệu đoạt giải tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Ba gương mặt xuất sắc được lựa chọn vào danh sách đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 là Nguyễn Hoàng Đức, Viettel, Nguyễn Hải Huy, Hải Phòng, Trần Nguyên Mạnh, Nam Định. Ngay khi đề cử này được công bố, nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội không được đề cử cho danh hiệu này. Hoàng Đức đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, đội trưởng Hà Nội FC thì không góp mặt trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu nhất tại V-League 2023. Không thể phủ nhận Văn Quyết đã cống hiến những trận đấu cực kỳ ấn tượng đến người hâm mộ. Dù bị treo giò đến 8 trận nhưng anh vẫn là chân sút nội tốt nhất V-League với 9 pha lập công. Sau cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, tiền vệ câu lạc bộ Viettel đồng thời được vinh danh trong đội hình tiêu biểu nhất mùa giải năm nay. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Trần Anh Tú đã có những chia sẻ đáng chú ý về lý do đội trưởng Nguyễn Văn Quyết bị loại khỏi đề cử cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Phó Chủ tịch VFF cho biết, ban tổ chức đưa ra các tiêu chí để bình chọn ở tất cả các giải thưởng. Trong rất nhiều tiêu chí, có tiêu chí về chuyên môn và kỷ luật. Nếu đạt tiêu chí chuyên môn nhưng có thể vi phạm một số tiêu chí, như tiêu chí kỷ luật thì không được đưa vào danh sách bầu chọn. Về Văn Quyết, như chúng ta đã biết, cậu ấy bị ban kỷ luật của VFF cấm thi đấu 8 trận. Đây cũng là tiêu chí để ban tổ chức xem xét trong việc bình bầu nên không nằm trong danh sách đề cử. Tại lễ vinh danh V-League Award 2023, ban tổ chức cũng trao giải cho các hạng mục khác như huấn luyện viên xuất sắc nhất V-League 2023, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2023, đội hình tiêu biểu nhất V-League 2023. Văn Quyết và bài học cho cầu thủ trẻ. Tại V-League 2016, Văn Quyết từng là tâm điểm của mọi sự chỉ trích sau hành động xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong trận đấu giữa Hà Nội TNT, Khánh Hòa. Dù Văn Quyết có giải thích sau đó là chỉ là pha bóng tai nạn khi bị vấp ngã, thế nhưng nó lại diễn ra trong bối cảnh mà các cầu thủ Hà Nội đang vây quanh trọng tài, có những phản ứng gay gắt đến quyết định. Hậu quả Văn Quyết không chỉ nhận thẻ đỏ mà còn nhận án phạt bổ sung đến từ ban kỷ luật VFF. Đáng chú ý, Văn Quyết bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia dù đã lên nhận khách sạn. Câu chuyện của Văn Quyết cũng đã là đề tài gây tranh cãi thời điểm đó. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lúc đó là Nguyễn Hữu Thắng thậm chí đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ khi cho rằng việc nhận án kỷ luật của Văn Quyết là ở một giải đấu khác chứ không trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia. Ông cho rằng đó là tai nạn nghề nghiệp hơn là hành vi cố tình. Nhưng xét trên nhiều góc độ, hành vi của Văn Quyết khó lòng được chấp nhận dù cố tình hay không, và việc cầu thủ này khoác áo đội tuyển quốc gia lúc đó không phù hợp. Dù sao lỗi của Văn Quyết chính là việc đã phản ứng với trọng tài. Sau 7 năm, Văn Quyết lại dính vào một tai nạn tương tự. Trong trận đấu gặp Bình Định ở vòng 7 V-League 2023 trên sân Quy Nhơn, Văn Quyết đã nhận thẻ đỏ sau một tình huống xô xát với các trọng tài. Theo báo cáo của giám sát, Văn Quyết đã có hành động thúc cùi chỏ vào trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Hết trận tôi ra chỗ trọng tài để tranh luận, sau đó các cầu thủ trẻ cũng chạy đến phản ứng. Khi tôi can ngăn Bùi Hoàng Việt Anh, không hiểu có hiểu lầm gì không, tôi bất ngờ vì phải nhận thẻ đỏ. Tôi còn tưởng trọng tài chính rút thẻ đỏ với thủ môn Quan Văn Chuẩn, nhưng bất luận thế nào, việc tôi phản ứng là sai. Tôi thành thật xin lỗi trợ lý Nguyên Thành, ban trọng tài và người hâm mộ, tôi chấp nhận án phạt. Văn Quyết giải thích. Còn trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành cho biết, Văn Quyết vừa gọi điện thoại xin lỗi tôi, cậu ấy nhận ra sai sót của bản thân. Tôi động viên cậu ấy còn hình ảnh và tương lai, chứ tôi thì đơn giản. Tôi nói cậu ấy rằng hãy cố gắng vượt qua khó khăn. Lúc ấy Văn Quyết nóng nảy, tôi bỏ qua, mình là đàn ông. Văn Quyết tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều dù bất kể anh có gặp tai nạn nghề nghiệp hay không. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng Văn Quyết đang là đương kim quả bóng vàng Việt Nam. Những hành động thiếu chuẩn mực sẽ là hình ảnh không tốt, ảnh hưởng đến những cầu thủ trẻ ở Hà Nội FC và cả tuyển Việt Nam. Nhìn lại những pha xô xát của Văn Quyết với trọng tài, góc độ hình ảnh đều là những điều khó chấp nhận. Nhưng thực tế với những diễn biến trên sân, cũng như câu chuyện được giải thích, có thể chia sẻ với những pha bóng tai nạn nghề nghiệp. Chỉ có điều nhìn tổng thể, chuyện phản ứng trọng tài của Văn Quyết hay những đồng đội của anh đã là sai rồi. Do đó, vấn đề ở đây chính là cần nâng cao hơn tinh thần chuyên nghiệp. Điều này có ảnh hưởng lớn đến tâm lý các cầu thủ trẻ mà Văn Quyết đã có ý định can ngăn. Mùa giải 2023, V-League đã có không ít trường hợp phản ứng trọng tài, ban tổ chức từ phát ngôn đến hành động. Vấn đề mỗi câu chuyện lại được nhìn nhận ở những góc độ khác nhau. Văn Quyết là đội trưởng Hà Nội FC, là tuyển thủ quốc gia, đương kim quả bóng vàng Việt Nam. Rõ ràng sự chú ý sẽ được đẩy lên cao hơn, nhưng chỉ trích vì thế cũng nhiều hơn. Thêm một lần nữa, bài học được rút ra, việc Quyết nhận thêm án phạt sẽ không có gì đáng nói. Điều mà tất cả quan tâm là các cầu thủ trẻ có nhìn vào
vào đó để chuyên nghiệp hơn. Sau đây, những người đàn em của Văn Quyết tại Hà Nội FC sẽ tham dự SEA Games 32 trong màu áo Hà Nội FC. Đó sẽ là một sân chơi mà tất cả hy vọng cầu thủ trẻ không bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu ở V-League. Thẻ đỏ Văn Quyết phơi bày thói xấu văn hóa ứng xử của bóng đá Việt Nam. Tâm điểm của V-League những ngày gần đây đều liên quan đến trọng tài. Tuy nhiên, lần này vấn đề được bàn tới không phải là sai sót của đội ngũ cầm cân nảy mực, mà là cách ứng xử của các đội bóng và cổ động viên trong trận đấu. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hôm 15 tháng 4 vừa ra quyết định phạt Hà Nội FC và câu lạc bộ Hải Phòng 20 triệu đồng vì những vi phạm của cổ động viên, trong đó có hành vi nhiều lần đồng thanh có lời lẽ thô tục, lăng mạ, xúc phạm trọng tài. Sự cố khác liên quan đến hành vi phản ứng quá khích với trọng tài xảy ra ngay sau đó trong trận đấu ở giải hạng nhất. Cầu thủ câu lạc bộ Bình Phước chỉ mặt trọng tài biên, ban huấn luyện viên lao vào sân định ăn thua đủ với trọng tài chính. Hôm qua, 17 tháng 4, đến lượt các cầu thủ Hà Nội FC, những tuyển thủ quốc gia phản ứng gay gắt với trọng tài sau khi kết thúc trận đấu. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, đương kim quả bóng vàng Việt Nam bị phạt thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Đáng chú ý, trong 3 trường hợp kể trên, có 2 trường hợp trọng tài không sai, không gây ra tranh cãi đến mức đáng để các đội bóng phản ứng như vậy. Cầu thủ đội Bình Phước Việt Vị còn thủ môn Quang Văn Chuẩn của Hà Nội FC rõ ràng phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Chỉ trích trọng tài, phản ứng lại những quyết định gây bất lợi cho đội nhà trở thành thói quen xấu của các đội bóng, thậm chí là người hâm mộ trong môi trường bóng đá Việt Nam. Việc trọng tài mắc sai lầm gây tranh cãi chỉ là cái cớ mà đôi khi bị lôi ra để bao biện một cách rất vô lý. Báo chí dẫn lời huấn luyện viên Lê Thanh Xuân nói, tình huống phản ứng với trọng tài dẫn đến việc bị thẻ đỏ chỉ là giọt nước tràn ly. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ giọt nước cuối cùng ấy đến từ chính đội bóng, chứ không phải do trọng tài. Bất kể trọng tài đúng hay sai, các đội bóng đều phản đối và nhiều khi đi quá giới hạn. Đành rằng trọng tài ở V-League chưa làm tốt nhiệm vụ, nhưng các huấn luyện viên, cầu thủ lạm dụng lý do đó quá nhiều, làm sai lệch tư duy. Họ hình thành phản xạ đổ lỗi, chống đối, cãi lại các quyết định của trọng tài bất kể đúng sai. Thực trạng này cho thấy điểm thiếu sót trong văn hóa ứng xử còn tồn tại ở bóng đá Việt Nam và cũng là một đặc trưng của sự kém chuyên nghiệp. Khẩu hiệu chuyên nghiệp hóa lúc nào cũng được nhắc đến, nhưng các bên tham gia chưa tự nắn mình theo quy chuẩn chuyên nghiệp ngay từ cách hành xử. Cách đây một tuần, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra công văn yêu cầu chấn chỉnh toàn diện các giải chuyên nghiệp. Ở thời điểm đó, vấn đề về trọng tài đang là điểm nóng, dư luận có lẽ không chú ý nhiều tới một nội dung không kém phần quan trọng trong chỉ đạo. VFF đề nghị các câu lạc bộ nhắc nhở huấn luyện viên, cầu thủ thận trọng với phát ngôn và hành động trên sân cỏ. Tuy nhiên, có vẻ yêu cầu này không được tiếp nhận nghiêm túc, vấn đề văn hóa ứng xử dường như đang bị xem nhẹ trong làng bóng đá Việt Nam. Bị phạt thẻ đỏ vì đánh trọng tài, Văn Quyết phân bua điều gì? Tại trận đấu thuộc vòng 7 V-League 2023 diễn ra vào tối 17 tháng 4, Hà Nội FC thất bại 1-3 trước Topelen Bình Định. Trận đấu này có tình huống đáng chú ý về chuyên môn là trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành có tác động khiến Topelen Bình Định được hưởng một quả phạt đền và nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62. Sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã có hành động thúc cùi chỏ vào người trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành và ngay lập tức bị trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ. Tổ trọng tài đã có báo cáo về hành vi xâm phạm thân thể trọng tài của Văn Quyết. Giám sát trận đấu và giám sát trọng tài cũng đã lập biên bản để báo cáo lên VPF và VFF. Một đại diện của VPF cho biết, ban tổ chức V-League 2023 sẽ không bỏ qua bất cứ hành động phi thể thao nào của các cầu thủ và nhiều khả năng Văn Quyết sẽ phải nhận án phạt nặng. Tuy nhiên, khi lên tiếng về sự việc này, Văn Quyết chia sẻ, khi kết thúc trận đấu, Quan Văn Chuẩn và Bùi Hoàng Việt Anh có tranh luận với trọng tài. Tôi xuất hiện để can ngăn và cũng có tranh luận với trọng tài. Anh Nguyễn Lê Nguyên Thành có thể đã hiểu nhầm tôi. Sự việc đã xảy ra và tôi mong ban trọng tài thông cảm.